Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn cái nút subscribe vào trong video YouTube của bạn. Nút subscribe là cái nút ở bên góc phải màn hình ấy. Bên góc phải màn hình video YouTube của bạn ấy nhá, chứ không phải là cái nút mà đăng ký kênh rồi bật chuông ấy. Thế là cái việc mà chèn cái nút này ấy, nó là rất là hay, bởi vì là bạn thiết lập một lần thôi, còn lại tất cả các video YouTube của bạn thì đều có cái nút đấy. Có nhiều bạn thì quên không biết, tức là quên không biết lập cái này ấy. Đâm ra là nó cũng rất là bất tiện, nên người ta muốn subscribe người ta cứ phải kích vào cái nút đỏ bên dưới ấy. Thay vì thế thì ở trên video của bạn lúc nào cũng có cái nút đấy, thì cái này rất là dễ làm thôi. Đầu tiên bạn phải có một cái logo nhé. Đây ví dụ mình bây giờ mình đi vào màn hình nhé. Đầu tiên bạn phải lên YouTube nhé. Đây mình lên cái trang chủ YouTube của mình này, toàn xem bóng đá với làm phim với linh tinh. Đây mình sẽ kích vào cái video kênh tiếng Anh của mình để mình chỉ cho các bạn cho nó rõ nhé. Đây xem này, cái đoạn này quảng cáo nữa, đợi tí cho nó hết quảng cáo mấy giây. Đây bỏ qua quảng cáo này các bạn, nếu mà xem video này các bạn nhớ xem quảng cáo nhé, các bạn bỏ qua mình chẳng được tiền gì cả. Ok, đây mình tạm dừng đây nhé. Mình chỉ các bạn đây này, nó là ở cái chỗ này nhé. Nó chính là cái chỗ góc phải màn hình này có cái nút đăng ký này, tức là bạn nếu mà bạn kích vào đây này, bạn đã đăng ký rồi. Nếu mà bạn nào mà chưa đăng ký ấy, thì bạn sẽ kích vào cái chỗ này, chỗ góc này. Tức là video của mình thì nó luôn luôn tất cả ở video nào cũng có cái nút này, tại vì mình thiết lập là để suốt chiều dài video ấy, thì có những cái nó để là kiểu sau bao nhiêu giây thôi. Thì để thiết lập cái này ấy, thì ở đâu thì đây, các bạn đi đến cái góc này nhé, cái chỗ mà biểu tượng kênh của bạn ấy. Bạn kích vào cái kênh này. Đấy, sau đến bạn chọn là kênh của bạn nhé. Ok, xong trong phần kênh của bạn ấy, đây mình đã tắt cái này đi, hướng dẫn mua bản quyền. Bạn kích vào cái nút này, nút gọi là tùy chỉnh kênh ấy. Ok, đây trong phần tùy chỉnh kênh thì ở cái phần tùy chỉnh này, thực ra nếu mà bạn đi vào YouTube Studio thì bạn cũng đi đến phần tùy chỉnh ở bên dưới cái mục kiếm tiền ấy, thì bạn đến tùy chỉnh, sau đấy các bạn đi đến cái mục là xây dựng thương hiệu ở chỗ này. Tiếng Anh thì nó hơi lằng nhằng, tiếng Việt nó hơi lằng nhằng, tiếng Anh thì nó ghi là branding thôi. Đây xây dựng thương hiệu thì bạn cũng chả xây gì đâu. Đây là cái biểu tượng kênh nhá, đây là cái YouTube channel app này, đến cuối cùng này cái hình mời video. Hình mời video chính là cái nút subscribe ở góc ấy. Thì ở đây ấy, nó sẽ cho phép bạn là để ở cuối video này, hoặc là thời gian bắt đầu đấy, tức là thời gian bắt đầu video đấy, hoặc là toàn bộ video. Thì cái lựa chọn mà tốt nhất là cứ toàn bộ video, lúc nào video có xuất hiện cái là nó sẽ có cái nút ở bên phải. Thì để mà chọn, ví dụ mình sẽ xóa cái này đi nhá, mình xóa đi để cho nó ấy, đây cho nó giống các bạn là bạn nào chưa add ấy, đây mình xóa đi. Thì khi đấy nó sẽ thông báo này, bạn nên chọn hình ảnh có độ phân giải là 150x150 pixel. Thì bạn phải tạo ra một cái logo của bạn ấy, tạo cái logo hình vuông ấy, hoặc là có bạn thì tạo luôn cái ảnh ấy, chụp cái ảnh, sau đấy bạn giảm cái kích thước xuống còn 150x150, nó bé thôi. Hoặc là và hãy dùng là file PNG hoặc là file zip nhé, không dùng ảnh động. Không dùng các cái ảnh động ấy. Ảnh động là kiểu ảnh giống như video ấy, BMP này hoặc JPEG để có kích thước tối đa là 1 MB, tức là cứ nhỏ hơn 1 MB và kích thước 150x150 là ok. Ví dụ đây thì để thêm vào thì các bạn nhấn nút này tải lên. Ví dụ mình kích vào tải lên này, sau đó mình sẽ đi đến cái chỗ mà chứa logo của mình nhá. Đây cái kênh của mình này, chứa logo này, đây phần logo này, đây mình có hai cái logo này đấy, thì mình cứ ép cái này vào thôi, một trong hai cái này. Bạn nhìn kích thước này, kích thước là file PNG 150x150, file này ok này. Thế còn một cái file này nữa này, file này là 500x500, thì mình hay để ở cái chỗ mà mình để giữa kênh ấy, nhưng mà thôi mình sẽ chọn cái logo này. Đấy, logo này bạn kích vào đây, sau đấy bạn chọn open. Đấy, coi như là bạn ta đang tải lên rồi. Bây giờ nó tùy chỉnh này, nó có cho bạn crop 4 cái góc này, chẳng cần làm gì cả, chỉ ấn nút này thôi, nút xong. Đó, thế thôi. Đây nó sẽ để lại là ở cuối video, mình sẽ chọn là toàn bộ video. Sau đấy các bạn ấn nút xuất bản này nhé. Tại vì thực ra nó nút này đáng nhẽ là nút save chứ không phải xuất bản. Nhưng mà kệ, ấn nút xuất bản đi. Đây là tiếng Việt mà.
Đó, như thế là xong rồi. Bây giờ khi video nào mở của mình up lên, nó sẽ có cái biểu tượng logo đấy. Khi bạn di vào nó sẽ có cái nút là đăng ký. Đấy, đấy là một cách. Thế còn nếu mà những bạn nào thắc mắc là em muốn làm, tức là làm một cái logo cho cái video mà video YouTube mà up lên YouTube để không ai ăn cắp được các thứ ấy, thì cái đấy thì bạn phải làm ở trong phần mềm. Mình ví dụ nhé, ví dụ làm phần mềm Filmora 10 chẳng hạn nhé. Đây là Filmora 10 của mình. Ví dụ đây là cái video đúng không? Video này mình muốn là mình chèn cái logo nhỏ nhỏ ở đây này, hoặc là nó để nó mờ mờ thôi, để cho không có thanh niên nào lấy về dùng được ấy. Thì các bạn đơn giản thôi, đây mình cũng có cái file logo đó đúng không? Mình bây giờ mình sẽ kéo thẳng xuống timeline, mình đặt ở trên trên đầu tiên, trên track đầu tiên, thì nó sẽ convert trên cái video của mình đúng không? Bước thứ hai là mình sẽ scale bé nó lại. Đấy, scale bé lại. Bé bao nhiêu thì đấy là việc của các bạn nhé, các bạn có thể chọn nhé. Bé hoặc là xoay ấy, tùy. Bạn mình sẽ kích mình gì nó về đây. Đây mình thấy nó tương đối to, cho bé lại một tí. Đấy, bé lại như này. Thực ra như thế này thì ok rồi, nhưng mà thực ra cái video mà các bạn để một cái logo ấy thì nó trông nó hơi bị kiểu nó bị che mất các cái thông tin của video. Đâm ra là các bạn hãy làm mờ nó đi. Làm mờ nó đi thì để làm mờ ấy cái rất đơn giản nhé. Các bạn kích kép vào cái logo này, kích kép vào biểu tượng cái logo. Sau các bạn đi đến phần này, chỗ image này, sau vào compositing nhé, các bạn compositing. Sau các bạn chọn cái phần opacity này, các bạn giảm xuống, nó giảm xuống cho mình khoảng tầm 30-40% thôi. Đây, kéo cái thanh này, thanh slider này, kéo xuống, giảm xuống khoảng 30 đi. Đấy. Đấy, khoảng 30% trông nó mờ mờ thế này là được rồi. Đây là một đoạn này. Thế còn nếu mà bạn muốn kéo dài tất cả video thì đây bạn kéo nó kích và bạn kéo nó dài ra. Như vậy là cái video của bạn nó có logo của bạn rồi, không ai ăn cắp được đúng không? Hoặc là các thanh niên ăn cắp về thì phải mờ đi ấy, làm mờ. Đấy, đấy là làm nào để chèn cái gọi là cái watermark vào trong video, hoặc là cái nút subscribe vào video YouTube của bạn. Đơn giản đúng không? Mình hy vọng là cái video này giúp ích được cho các bạn mới làm YouTube và có thể tùy chỉnh kênh được nó hay hơn và tránh bị ăn cắp. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.